ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Chồng tôi áp chế tôi lắm, tôi không chịu nổi nữa. Thưa bà, đó là sự trở ngại trên đường tiến hóa. Mà muốn phản đối nó, bà chỉ còn có cách là may ngay một bộ, đó là bộ nữ quyền, mặc nó vào, bà sẽ được ông nhà khiếp sợ. Vợ tôi, chính vợ tôi, ôi quả tim, ôi lệch, lại quần trắng nữa. Chính vợ tôi mà lại mặc tân thời như thế này hở trời. Tôi thích kiểu này. Đồ đi, đồ khốn nạn. Thôi đi anh, đồ ngu. Cổ động phái phụ nữ phải cải cách y phục theo mẫu của anh. Chính tôi là phụ nữ canh tân đấy, tân thời đấy. Ai dám bảo tôi không phải là phụ nữ nào? Biết rồi, cấm đi, nói chửa. Tôi không cấm có được không? Mợ ơi, khi người ta nói tới phụ nữ là nói vợ con người khác, mợ hiểu chưa? Mợ ngu lắm. Vợ con người khác? Thế nghĩa là thế nào? Thưa bác gái Tiffany, phụ nữ là vợ con người khác. Đúng. Chứ không phải là vợ con chị em của tôi. Rất đúng. Không được có hạng đàn bà ăn mặc tân thời, nay khiêu vũ, mai trợ phiên. Đàn bà là đàn bà, chứ không phải biến đàn bà thành đàn ông. Đúng. Nay đòi bình quyền, mai đòi giải phóng. Đúng. Cực lý, cực lý. Tôi à, đàn bà thì chỉ có tốt ở trong nhà, mợ hiểu chưa? Đi về ngay, về cởi cái quần trắng mỏng dính này ra cho tôi nhờ. Đi về. Tưởng bờ nay đòi mốt này mai đòi mốt khác, đã nại chồng mà lại còn lắp đòi. Trời ơi, ông áp chế tôi như thế có được chăng hả?